Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh của shop Lan Hương và shop Tuấn Hương chuyên hàng si chính hãng ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục lên báo giá mọi người một lô giày thể thao hàng sale, giày thể thao hàng mới nhưng mà tuy nhiên là sale mọi người nhé. Và giá hôm nay thì là đồng giá cũng là 300k. Sáng nay thì em cũng đã sale 300k rồi, hôm nay sẽ tiếp tục sale tiếp là 300k. Và em sẽ chỉ chờ sale nốt trong ngày hôm nay thôi, ngày mai em sẽ lên hàng mới. Nhưng anh chị nào xem được video của em ưng mã nào thì chốt đơn luôn. Kết bạn với em bằng số 0987785608 ở trên màn hình mọi người nhá. Và mọi người mua hàng sale hàng xả mọi người phải gọi là cực kỳ nhanh tay thì mới lấy được. Nha mọi người nhá, bởi vì khách nhà em săn sale xả rất là nhiều. Và đến với cả mã đầu tiên, đấy là một đôi dáng thể thao dòng chạy bộ siêu nhẹ của thương hiệu Adidas. Đôi này thì rất mới nhá mọi người nhá. Mũi giày này rất là mới, không hề có dấu hiệu gọi là sơn sửa gì nhá mọi người nhá. Đôi này thì siêu nhẹ luôn, rất nhẹ luôn. Đôi này chuyên chạy bộ luôn mọi người nhá. Đôi này thì có mã C10 size 42,5, đôi này bán cho mọi người 500. Trên live hôm nay siêu cho mọi người là 300. Hàng made Indo nhá. Adidas C10 size 42,5 made Indo. Sale 300. Và mọi người mua hàng ấy thì là sẽ phải chuyển khoản trước mọi người nhá. Đối với cả hàng sale thì là mọi người chuyển khoản trước thì em mới đi hàng nhá mọi người. Đối với cả hàng sale này, khách mà ví dụ có đi hơi kích hoặc là hơi chật hoặc là lỗi lủng các thứ thì mọi người vẫn có thể là hoàn về nhá, em vẫn hỗ trợ mọi người hoàn đổi trả mọi người nhá. Tiếp theo lên cho mọi người một đôi Nike Air nhá. Đôi này thì là da lộn mọi người nhá. Đôi này thì khá mới, size 42,5, đôi này rất mới luôn đấy chứ không phải khá đâu. Đôi này hàng bên Việt Nam, chiều dài size là 27 cm. Hôm đôi này đang bán 600 nhá mọi người nhá. Đôi này mới quá, nếu mà xả thì hơi tiếc nhá mọi người nhá. Xả thì quá tiếc luôn. Đôi này có mã là V2, size 42,5. Đôi này đang bán 600 nhá. Hôm nay trên live sale cho mọi người là 300, đồng giá 300. Nhưng mà đôi này nếu mà sale thì rất tiếc nhá. Bác nào đi vừa thì em nghĩ là gọi là lên lấy đôi này, bởi vì là rất mới đấy mọi người ạ. Nói chung là em cứ vơ ở đôi nào thì em sale thôi, chứ còn có những cái đôi là nó mới cực kỳ luôn đấy. Hàng này thì đảm bảo mọi người là không hề lỗi lầm hay là các thứ gì luôn nhá. Hàng vẫn còn đang mới và đang bán hẳn hoi. Nhưng mà do là hàng mới về nhiều, thành ra là em sale bỏ bớt cho mọi người cho nó rộng nhà ấy. Tiếp theo, giá này em bán thì cũng ngang giá xả rồi nhá mọi người nhá, chứ không phải là sale nữa đâu. Nhưng mà nói sale cho nó lịch sự mọi người nhá. Tiếp theo, đôi này hiệu Puma nhá, mọi người nhìn thấy cái đế này mới không, mũi này, gót này, made in Paris mọi người nhá, Paris này. Đôi này mã 09 size 40,5, đôi này đang bán 500, made in France, đôi này sản xuất ở Pháp nhá. Đôi này 500, sale 300. Đôi này mọi người không lấy nữa thì em chả hiểu là lên lấy đôi nào nữa, bởi vì đôi này quá đẹp luôn ý. Tiếp theo lên cho mọi người một con Puma nha. Đôi này cũng mới, cái đế của nó thì hơi sờn một tí thôi, mọi người nhìn nha, nó bị sờn một tí phần đế ở đây thôi, còn lại thì đế của nó còn rất là mới, mọi người nhìn thấy không ạ. Đây, gót này. Đấy, xung quanh này, mũi này, rất mới luôn đấy. Mã 11 size 41 nhá, 500, sơ cho mọi người 300 đôi này. Đôi này hình như là hôm trước có khách hỏi nhưng mà em báo là hết hay sao ấy? Tại vì là
Nhiều khi nó bị lẫn lộn ấy, mình đóng chỗ nọ ra chỗ kia xong rồi là bị nhầm mất. Đấy, anh nào mà hôm trước hỏi em đôi này, nếu mà đúng 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 cái đôi hôm trước anh ấy hỏi thì anh nên lấy đôi này nhá. Đôi này rất mới, có bị một tí phần sờn sờn thế ở đây thôi. Tiếp theo một đôi Fila dòng chạy bộ nha. Đôi này đế là cao su non, ở bên trong là cao su non siêu nhẹ. Dòng này là dòng chuyên chạy bộ của hiệu Fila nhá. Mã 31 size 40.5. Đế mọi người nhìn này, còn rất mới luôn. Đôi này đang bán 500, hôm nay trên live cũng sale cho mọi người là 300. Đôi này thì phần đế của nó nhá, nó nhân cho mình tầm khoảng 2 phân rưỡi 3 phân gì đấy. Anh nào mà thấp thấp một chút thì đi đôi này nó cũng đôn cái chiều cao của mình lên ấy. Tuy không cao nhưng mà người khác vẫn phải ngước nhìn mọi người nhá. Tiếp theo, lên cho mọi người một đôi Nike chạy bộ. Đôi này thì có mã là C19 size 42, dòng chạy bộ đế này, rất mới luôn. Gót này, đấy, mũi này, mới chưa? Đôi này mã C19 size 42. Đôi này bán sale cho mọi người 300, đồng giá 300. Mọi người mua hàng nghe em là phải hết sức nhanh chóng mọi người nhá. Hết sức nhanh chóng luôn. Bởi vì khách nhà em là chuyên săn sale và săn xả nhá mọi người nhá. Có đôi nào là lấy bằng sạch. Thậm chí là có khách á, còn mua một lúc hôm qua giày nữ, hôm qua em cũng sale giày nữ, dính một đôi mấy đôi giày nữ ở khách cũng ôm hết luôn mọi người nhá. Ôm hết. Kiểu là cứ người ta cứ tranh thủ xả xong rồi là người ta mua tặng biếu mấy cái bác với cả mấy cô mà kiểu làm lao công ấy mọi người. Đấy, thành ra là nếu mà khách còn mà có mua hàng đẹp rồi thì em vẫn gọi là vừa bán vừa cho vừa tặng để mà tặng cho mấy cái người đấy làm từ thiện mọi người nhá. Tiếp theo một đôi này là Nike dáng ở bên trong là cao su non nhá, đôi này nhẹ lắm mọi người ạ. Đây, đế đây, còn rất là mới nhá. Này. Đằng sau gót này, đấy, rất mới, bên mũi này này. Không hề bong keo hay là có dấu hiệu gì của việc sửa lại nhá. Mã là U66 size 40.5. Made Indo, bán 500, sale 300. Đang bán là 500, sale cho mọi người hôm nay trên live là 300. Đấy, thi thoảng em cũng tặng để các bác ấy đi làm từ thiện luôn, cho luôn. Tiếp theo đôi này đẹp lắm mọi người ạ, phun da màu trắng nhá. Hôm qua em có lên một đôi phun da màu đen thì cũng hết. Hôm nay thì lên một đôi phun da màu trắng và đôi này thì khá là mới luôn mọi người nhá. Khá mới. Mã 02 size 40 mọi người nhìn thấy cái đế này. Gót này. Mõm này, mũi này. Đôi này hàng made in Việt Nam nhá, đang bán là 500, hôm nay trên live sale cho mọi người là 300, mã 02 size 40. Tiếp theo ạ, lên cho mọi người một đôi Adidas nhá. Đôi này mới lắm mọi người nhá. Mới. Mọi người có thấy bao giờ em sale em xả mà toàn hàng đẹp như này không? Chưa bao giờ luôn.
Rồi này mã 51 nhá, size 41.5. Mới không? Gót này. Kiểu dáng rất là hay luôn nhá. Bên trong là cao su non, đế này. Mới cực kỳ luôn ý. Đôi này sale thì hơi phí. Sale cho mọi người 300 nhá. Cũng sale 300. Mã 51, size 41.5, sale 300. Đôi này mọi người không lấy nữa thì tiếc lắm mọi người ạ. Đôi này là đôi khá là đẹp nhá. Chạy bộ cũng được, chơi thể thao cũng được. Đế này chơi kiểu gì cũng được nhá mọi người nhá. Mới quá luôn ý. Tiếp theo một đôi Adidas có mã là 33, size 41.5. Đôi này bán 450 nha. Đôi này rất mới nha mọi người nhá. Dính mốt một tí gọi là bẩn bẩn ở đây, em nghĩ là mọi người về giặt lau qua là sạch nhá. Đôi này rất mới luôn. Mũi giày này, gót này, đế này, rất rất mới luôn. Mã 33, size 41.5. Mà hàng made in Indo, chiều dài size là 260, 450. Hôm nay trên live sale cho mọi người là 300 nhá mọi người nhá, 300. Mã 33 size 41.5, sale 300. Trời ơi, sao toàn đôi đẹp thế này. Reebok này. Đôi này rất mới luôn nhá mọi người nhá. Da lộn xung quanh, mã 05, size 40, đế này, gót này, trời ơi, mới quá luôn ý. Đôi này là bán 550, hôm nay trên live sale 300. Tiếc quá, hôm nay sale toàn đôi đẹp thôi mọi người ạ. Mọi người mà không tranh thủ đi thì ngày mai hàng về mới về em lên em sẽ bán 600-700. Mọi người nhá, 600-700 luôn. Hàng mới về, hàng toàn hàng chuyển loại được mà em dành để bán Tết đấy. Nói chung là những cái đôi đấy kiểu gì cũng sẽ bán 600-700. Thế nên mọi người bây giờ mà không tranh thủ mua hàng sale này đi thì em nghĩ là mấy hôm nữa là mọi người sẽ gọi là tiếc lắm đấy. Tiếp theo nhé, một đôi đến từ thương hiệu Adidas dòng EQT, đế put, mã 33, size 42, đế này, gót này, trời ơi, mũi này, rất mới nhá. Đôi này 550, sale 300. 550, sale 300. Đôi này size 39 nhá. Anh nào chân nhỏ thì săn đôi này. Form này A38. Form này cả nam cả nữ đi được nhá. Con nữ đi con gái, các chị là nữ đi đôi này rất đẹp nhá. Còn đôi nam thì các anh nam thì đi hơi chóe. Nhưng mà em nghĩ là form này nữ đi nó sẽ rất là đẹp luôn. Hàng made in Việt Nam, mã là V15, size 38 nhá. Đôi này bán cho mọi người 500, hôm nay trên live sale còn 300. Mã V15, size 38, sale 500. Nike E, khá mới. Trả lỗi lầm luôn. Không hề lỡ lầm một tí gì luôn ý mọi người ạ. Tiếp. Cả cái hàng giày thể thao nhập về bán lãi được 100.000-150.000. Bây giờ sale xả thế này nói thật với mọi người là lỗ trồng vó luôn. Đấy, lỗ trồng vó luôn nhá mọi người nhá. Thế nên là mọi người hay mua hàng thật nhiều để mà gọi là ủng hộ shop nhá mọi người nhá. Bán giá như này là để tri ân khách hàng một năm qua đã
ủng hộ shop rất là nhiều ấy mọi người nhá. Đôi này thì hiệu là, em đang tìm hiệu không thấy, mã 59 size 42.5. Hiệu là của Việt Nam. Cái gì limited ấy, cái này của hãng Việt Nam nhá. Đôi này thơm cực kỳ luôn ấy mọi người ạ, thơm. Phun da màu trắng, đôi này dáng thể thao, đôi này rất mới nhá. Đằng sau rồi mọi người. Kiểu dáng khá là hay ho luôn, mặc với các quần bò thì chắc là rất là đẹp luôn đấy. Đế thì hơn màu một tí ở đây. Đôi này thì cũng sale cho mọi người là 300. Mã là 59 size 42.5. Xả 300, sale 300. Mã 59 size 42.5, sale 300. Tiếp theo ạ, lên cho mọi người một con Reebok. Đây này, mã là A25 nhá, size 42 Reebok. Đấy này, còn rất là mới luôn. Nó chỉ bị bẩn thôi chứ không hề bị mòn nhá mọi người nhá. Đôi này đang bán 600. Tiếc thời. Đôi này đẹp quá. Sale cho mọi người là còn 300 nhá. Mã A25 size 42 sale 300. Quá là tiếc luôn đấy mọi người ạ. Đôi này sale hơi bị tiếc luôn. Em nói thật và nói chân thành luôn đó, bởi vì con đôi này quá mới và quá đẹp. Anh nào mà vừa mà không lấy đôi này thì tiếc vô cùng. Đó, mã A25 nha. Tiếp theo, một đôi Nike Room. Đôi này dòng chạy bộ nhá mọi người nhá. Đôi này thì là mã cuối cùng nhá trong chương trình live hôm nay. Hôm nay em sale xả đến đây thôi, hết hàng rồi. Mấy hôm nữa, hôm sau là mọi người sẽ, sau ngày mai, sau ngày hôm nay là mọi người sẽ thấy là ngày mai em sẽ lên hàng mới nhá mọi người nhá. Em không có hàng xả nữa đâu. Thế nên là mọi người mà xem được video này của em thì nhanh chóng nhá, chốt đơn. Đôi này size 43, chiều dài size là 275, hàng made Indo. Mã 23, size 43, 450. Hôm nay trên live sale cho mọi người là 300 đôi này. Mũi giày này mọi người, gót này. Rất rất mới và đẹp nhá. Đấy. Em quay rất cận và kỹ luôn đấy nhá mọi người nhá. Đôi này là 450, sale 300. Mã 23, size 43, sale 300. Đấy, và đôi này thì là mã cuối cùng nha. Mọi người là nhớ là mua hàng nhà em nhá, ưng ý rồi thì nhớ giới thiệu nhá. Để cho rất là nhiều khách hàng biết đến shop. Đấy. Mọi người nhận ưng rồi thì ở phần dưới comment này mọi người có thể cho em xin một cái feedback nhá mọi người nhá. Xem là mọi người mua hàng có ưng không. Ví dụ như kiểu chưa ưng thì shop cần đóng góp, mọi người cần góp ý gì cho shop để thời gian tới là shop gọi là rút kinh nghiệm. Đấy, để phát triển hơn thì mọi người cứ đóng góp nhá mọi người nhá. Và em xin phép là dừng video ở đây. Mọi người nhớ đăng ký và theo dõi kênh để tiếp tục xem những video mới nhất mọi người nhá. Em xin phép chào tất cả mọi người. Bye bye cả nhà mình nhá. Em tắt máy đây ạ.